đáp với thầy Gwen phần 2. Chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Thiền sinh. Chúng ta có thể rút ra bài học gì từ cái chết của Đức Phật và những môn đệ của ngài? Gwen Kazi. Đức Phật mỉm cười khi qua đời và dạy chánh pháp, một bài học vipassana cho tất cả chúng ta đức phật là một bậc đạo sư ngài quyết tâm truyền bá chánh pháp cho đến hơi thở cuối cùng và người đã thực hiện được trước khi đức phật nhập diệt một người đã tìm đến xin gặp nhưng bị vị thị giả kỳ cựu của ngài là nanda ngăn cản và nói không được bây giờ không phải lúc để gặp đức thế tôn thoáng nghe được đức phật dạy rằng đừng nanda hãy cho ông ấy vào đưa ông ấy vào đi hạnh nguyện và lòng từ bi của đức phật thật cao cả đến mức ngài không quan tâm nỗi đau của chính mình trước giờ nhập diệt ngài hiểu rằng phải truyền trao chánh pháp cho người này nếu không ông ta sẽ không còn cơ hội từ tâm là một phẩm chất quan trọng cần được phát triển với những ai muốn truyền đạt chân lý Thiền sinh, con muốn biết ta nên tập trung tâm ý vào nơi nào trên cơ thể vài giờ trước khi mất, và rồi tại đâu, ngay lúc hấp hối. Kazi Quý vị nên ý thức rõ những cảm giác và tính vô thường trong mọi lúc. Qua việc hành thiền Vipassana, quý vị học được nghệ thuật sống và nghệ thuật chết. Nếu quý vị là người thực tập Vipassana thường xuyên thì vào lúc lâm chung quý vị tự động trở nên ý thức trọn vẹn về những cảm giác và tính vô thường và ra đi rất bình an. Quý vị không thể ra đi trong vô thức, khóc lóc hay sợ hãi. Quý vị ra đi mỉm cười, luôn quan sát những cảm giác. Nhờ vậy không chỉ cuộc đời hiện tại được an ổn mà đời sau cũng được an lành nữa thiền sinh có người khuyên rằng trước khi mất ta nên hồi tưởng lại những việc làm tốt của mình những công đức mà ta đã tích lũy như hiến tặng và giữ giới vì ta vẫn còn cách xa niết bàn nên có lẽ việc đó giúp ta tái sinh về cảnh giới của chư thiên Ta có nên cố gắng để xin về cảnh giới chư thiên hay không? Wen Kazi, đối với những ai chưa từng thực hành Vipassana, chưa từng trải nghiệm về vô thường, đây là việc thích đáng cần làm. Nhớ lại những việc làm tốt của mình, những điều sẽ dẫn dắt họ lên cảnh giới hay cõi hiện hữu cao hơn. Nhưng nếu quý vị đang thực hành Vipassana và vô thường, thì quý vị cần thực chứng vô thường và quý vị cũng sẽ tái sinh về cõi trời nếu quý vị chưa sẵn sàng để thể nhập niết bàn có thể phải trải qua nhiều thời gian trước khi quý vị đạt đến niết bàn do đó quý vị sẽ tái sinh về một cõi trời nơi quý vị có thể tiếp tục tự tu tập không cần thầy hướng dẫn vì quý vị chết với tâm quán sát vô thường, nên quý vị cũng sẽ tái sinh với tâm quán sát vô thường. Và quý vị sẽ tiếp tục thực hành vipassana. Nhiều người đến đây tham dự khóa tu nói rằng, khi còn bé tôi đã nhận biết được những cảm giác này. Nhưng khi ấy tôi không biết đó là gì. Điều này xảy ra vì chính người ấy đã từng hành thiền trong quá khứ. Quả thật, sự hành thiền sẽ tiếp tục đi cùng với quý vị từ đời này sang đời khác. Thiền sinh, nếu những tư tưởng tiêu cực phát sinh khi ta đang hành thiền với tâm an nhiên và cái chết xảy ra vào đúng thời khắc ấy thì chúng ta sẽ đi vào cảnh giới nào? Wen Kazi. Ngay cả khi đang có những tư tưởng tiêu cực phát sinh tại thời điểm cận tử, lập tức những cảm giác cũng tự động phát khởi. Và nếu quý vị đang hành thiền Vipassana, quý vị sẽ quan sát chúng là một thiền sinh. Sau khi mất, quý vị sẽ không đi vào những cảnh giới thấp, vì ở đó quý vị không thể thực hành Vipassana với sự tỉnh giác về vô thường. Quý vị không cần phải lo lắng chỉ khi nào quý vị ngừng thực tập Vipassana thì lúc đó mới cần phải lo. Nếu quý vị cứ tiếp tục thực hành thiền đều đặn mỗi buổi sáng và tối thì vào thời điểm cận tử, những cảm giác sẽ tự động nảy sinh. Chẳng có gì để nghi ngờ về điều đó cả. Không thiền sinh nào thực hành Vipassana lại phải sợ hãi cái chết. Vì đó là lúc mà quý vị sẽ được thăng tiến nếu quý vị thực hành Vipassana, cái chết chắc chắn sẽ đến một cách tích cực. Thiền sinh, làm thế nào chúng ta biết được là có tiền kiếp hoặc sẽ tái sinh sau khi chết, khi không có kinh nghiệm bản thân về những điều này? Wenkazi Vipassana mang đến lợi lạc cho quý vị mà không cần thiết phải tin rằng có kiếp trước hay kiếp sau chắc chắn là quý vị phải tin có kiếp sống hiện tại này rất nhiều người tham gia các khóa tu không tin có kiếp trước kiếp sau cũng chẳng sao cả chỉ có khoảnh khắc hiện tại này là hoàn toàn quan trọng trong từng khoảnh khắc quý vị đang chết trong từng khoảnh khắc quý vị đang tái sinh hãy quan sát điều ấy thể nghiệm điều ấy hiểu rõ điều ấy và thấu hiểu rằng khi quý vị phản ứng với dòng chuyển biến này quý vị đang tự làm hại mình khi quý vị ngừng phản ứng hiện thực trở nên ngày càng tốt hơn nếu có kiếp sau chắc chắn quý vị cũng sẽ được lợi lạc ở đó còn nếu không có kiếp sau thì tại sao phải lo lắng quý vị đã tận lực hoàn thiện cuộc sống hiện tại của mình tương lai chẳng phải gì khác hơn là kết quả của hiện tại nếu đời này tốt đẹp thì đời sau cũng sẽ tốt đẹp tặng phẩm của chánh pháp cao quý hơn tất cả mọi tặng phẩm khác hương vị của chánh pháp vượt xa tất cả những hương vị khác hỷ lạc của chánh pháp vượt thắng tất cả mọi dục lạc khác sự tận diệt ham muốn, chiến thắng mọi đau khổ. Kinh Pháp Cú, Phẩm 24, Kệ số 354 Pháp Thí thắng mọi thí, Pháp Vị thắng mọi vị, Pháp Hỷ thắng mọi hỷ, Ái Diệt dứt mọi khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu thước đo của sự tiến bộ trên hành trình tu tập vipassana không phải ở loại cảm giác mà chúng ta thể nghiệm thước đo đó là mức độ thành công trong sự thuần thục tỉnh giác và bình tâm trước mọi cảm giác nếu một thiền sinh luôn ý thức được bản chất này của phương pháp người ấy sẽ không có nguy cơ lạc lối trong sự thực tập và chắc chắn sẽ tiếp tục tiến bộ đạt đến mục tiêu S.N. Wenka Nguyện cho tôi luôn nhẹ nhàng và thanh thản, điềm tĩnh và an bình. Nguyện cho tôi phát triển tâm quân bình. Nguyện cho tôi quán sát với sự bình tâm hoàn toàn. Bất kỳ cảm giác nào khởi sinh trên cơ thể. S.N. Wenka